มาใส่ในกระโดดแล้วจ่ายอ่ะกระตายนะกระตายนะแม่เฉยแล้วมัดไปเลยเด็ดดื้อยังไงLook.
rồi, được một điểm rồi. Thôi nãy giờ quá. Ok. Mình xin nha. Chết rồi, xíu nữa rồi. Thấy được nhưng mà không có xéo được, cũng nguy xuôi. Mới 32 chết cái gì? Ok.
Okay. Một vị tinh tú em nè, ghê ghê tính ra nó phải rủ em lên chứ nó cho nằm kèo chứ. Ở trên cái gà thôi.
tiêu. Bỏ đi ăn kiếm từ tay và sơ thôi. Chứ giờ bà bê là ăn kiếm bỏ luôn. Đó. Nó cho anh gì. Cách tiếp tục đó. Đừng có vô hai trái là bỏ. Ok. Kiếm túi đi ăn trước đi mà coi đặt cho bé cái để làm cái à dạ mua dai về tự làm luôn hả đi ra là xong bật cái tấu ấy
thì chỉ có 2 ngày thôi. Thì sao đi? Vậy đấy. Tính là lên chậm nè. Đợi bảo coi sao nè. Một là đưa hai cái gì? Một là bảo đưa tao, hai là đồ. Mày đưa. Thì mày đưa. Đưa tao với mày đưa nó. À, mày đưa đúng rồi. Đúng không? Một ngày đưa hai nè, là bảo đưa. Hay quá em, trời ơi, má sao mày đá ghê quá vậy? Đã chuyển 2 tỷ nha anh Châu. Ok. Thấy chưa, thấy chưa? Thì thả hỏi nhạc đó. Đá gà Châu sao? Cái nhắc lại đi. Ủa, còn cái điện thoại kia còn xài được không? Đồ nó rớt gì cũng cho anh sáng rồi hả? Vì sáng mà thôi. Đồ chăm sỉ. Cái đồ đó chắc đồ lô chắc được. Đồ lô, nó một bút gì vậy? Anh đang đem tự thay cho nè, mày là điện thoại em cũng tự thay mà. Chứ mày phải mua linh kiện. Mua có 200 ngàn. Đây. Đồ đó, mày mua 200 ngàn kia. Đồ máy gì đó? Còn chắc nó có bảo hành, mới có bảo hành không? Bảo hành gì đâu, mua 200 ngàn thôi. Mua 200 ngàn đâu, ta biết không? Sắp bí. Anh là điện thoại gì? Xiaomi gì được chứ? Oppo N gì đó. Xiaomi đẻ cái bò đẻ trứng gì đó. Vấn đề là mày biết thay màn hình cho Xiaomi không? Anh là mày mình gì anh? Ở gì? Ở tên gì? Oppo X3 đúng không? Oppo X3. Có Pro gì không? Gì? Có ông là Pro mà. Tôi là Pro. Có ông như X3 Pro rồi đó thầy.
là dạy được thêm 2 ngàn. Ờ, chuyện cho ai? Khánh, Khánh Thư rồi Bảo Nhi nè. Đâu? Ê, người này, mình biết chọn nghe chứ. Rồi, Châu, Châu Bảo là chưa đây. Cũng biết chọn nghe chứ. Châu Khánh là Châu không? Hả? Châu Bảo gì Khánh? Không, bên đây, cũng trả thù kia à. Cái bệnh dịch rồi. Bây giờ, Hưng Thư nó hơn Bảo nữa thấy không? Kệ thôi, ai biết. Tá gà chịu hơn tao giờ. Đó giờ, Khánh Thư là... Để bây giờ Nhi Thư đi, Khánh Bảo.